Chào Sơn, chào tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom tối nay ha. Thì mình cũng ban đầu là mình cũng không biết tới thế giới lọc nước mọi người, nhưng mà đợt giữa giữa cuối tháng 6 đó là cái chậm đó là mình kiểu như là mình lạc vào Zoom thế giới lọc nước. Thì mình cũng nghe cái buổi giống như mọi người hôm nay vậy nè. Xong rồi cái gì mình cũng đi mua cái vòi sen về. Mọi người biết sao không? Vì cái ngày đầu tiên á thì mình nhìn nó trắng tươi phải không? Mình cũng chụp hình đồ khí thế ngon lắm nha. Nhưng mà sau khi mà mình xài một ngày thôi mọi người là cái màu trong đó nó ngã rồi đó. Rồi cái mà khi mọi người bây giờ nhiều khi mọi người nghe như vậy thì mình không có gọi là vỡ òa ra được là trong nước mình nó như thế nào. Khi mà mọi người có cái vòi sen đó trong nhà rồi đó thì mình sẽ để ý, sau khi mình xài có một ngày mà nước nó ra vàng như vậy thì mình sẽ suy nghĩ lại là à, cái nguồn nước của mình vậy nó dơ dữ vậy ta. Tới khúc đó đó mọi người sẽ tự thúc đẩy trong người mình là muốn tìm hiểu trong cái nước của mình nó có an toàn hay không, giống như mình vậy đó. Khi mà có cái đó xong á là mình bắt đầu mình thắc mắc, mình nói trời ơi, nguồn nước mình xài hồi đó giờ như vậy, rồi mình nấu ăn, rồi mình tắm rửa, rồi mình ngửa lên mình xối vô miệng vô đồ đánh răng rồi sao ta. Bắt đầu mình đi mua tới cái chai này nè mọi người, để gì mình kiểm tra nước liền luôn, kiểu như là làm liền không có chờ được. Để thì mình kiểm tra coi xem cái nguồn nước mình như thế nào. Còn cái cảm nhận mà khi mình sử dụng cái vòi sen này nè, cái ban đầu thì nó trắng tinh nha, nhưng mà bây giờ cái này của mình là mình xài thử ra đúng như hướng dẫn là 6 tháng cho nó như thế nào đó mọi người, là cái này gần 6 tháng nè, còn có vài ngày nữa là đúng 6 tháng đó. Ban đầu á mình xài thì nó trắng tinh, nó ngon lắm ha. Từ từ thì nó đổi màu thôi, còn cái chất lượng mà cái nước nó phun từ vòi đó là nó nói nó đã lắm. Thấy sao? Cái cảm nhận của mình trước đi ha, là mình thấy nó giống như là mình tắm dưới mưa đó mọi người. Rồi cái nó nhẹ nhẹ nhưng mà nó cũng mạnh lắm nha. Ý là cái cảm giác cái hộp nước đó, nó không giống như cái vòi bình thường mọi người đang xài đâu. Cái vòi bình thường đó, bây giờ mình xài cái này xong mà mình đi chỗ nào lạ mình tắm cái vòi sen bình thường của người ta là mình hết hồn. Tại vì cái hộp nước của người ta nó đuổi đuổi nha, làm vô mình sợ mình né. Còn cái của mình là khoái lắm, giống như là mình chỗ nào mình cũng để nó đã đó. Hoặc là nếu mà máy mọi người mà có nóng á thì mình để cho mình massage ngoài sau lưng nó là phê lắm. Bởi nhiều khi mấy đứa nhỏ nhà mình nó nói sao mẹ tắm lâu quá vậy. Tại vì chồng để mình được cái này nó massage cho mình đó. Rồi tưởng gì tới các bé nó cũng rất là thích mọi người. Bé nhỏ nhà mình là học lớp 3 ha, trời ơi em làm như đóng phim vậy đó. Đứng thưởng thức cái vòi sen á, rồi mẹ diễn như phim luôn. Rồi nói chung là cái khi mà nhà mọi người có cái vòi sen này nè thì ai cũng được thư giãn hết mọi người. Với lại là mình đặc biệt đó là biết không, nó an toàn cho mình á, tại vì có cái này nó lọc lại nè. Có bữa mình nhìn ha, tại vì cái này nó trong á, khi mình nhìn vô mình sẽ thấy có những cái mạt sắt nó tròn tròn luôn, hoặc là những cái hột cát, hoặc là nếu mà nhà mọi người mà nước mình nó kinh khủng có trứng vi con gì đó thì nó sẽ nở ở trong đó lăn quăng ở trong á, nhìn thấy ghê lắm. Thành ra mọi người hãy đầu tư cho mình cái này trước đi. Từ một cái này thôi nó đập vô mắt mình là bắt đầu mình sẽ bung ra, mình sẽ tìm tới những cái khác để cho cả nhà mình an toàn hơn. Đặc biệt đó là cái này, rồi cái mà để mà mình hứng ở cái khu vực mà rửa rau, rửa thịt, rửa rửa cá để mình nấu ăn hàng ngày đó, là mọi người nên đầu tư cái đó. Tại vì mình dùng cái đó để mình nấu ăn mà, nước ngay khu vực đó rồi mình rửa thịt đúng không. Nếu mà mình không có cái lọc lại đó thì mình cái đó nó vô thẳng trong thịt của mình nè, vô cá nè, lại vô nồi canh nè, thì mình nấu mình ăn là mình tự mình đưa vô người mình luôn mọi người. Thành ra nhà mình là mình sắm hai cái đó đó, hai cái này là đầu tiên, với cái chai test. Cái chai test là mình sắm để coi hổng ra là 20 chai đó, vừa mình đi test cho người ta rồi mình ai mua mình bán luôn. Thành ra mọi người cứ bắt đầu bằng những cái nhỏ nhất thôi. Cái chai này là mình nhiều khi mình đi gắn máy cho người ta, bây giờ là mình đi gắn máy thường rồi mọi người, thì nhà người ta không có đó, mình hướng dẫn người ta xong cái mình bán người ta luôn. Cái chai này là mình bán thường lắm nè. Thành ra mình hãy đầu tư cho mình đi ba món này trước ha. Cái giò này với cái giò kia với cái chai test đó thì mình test ra được cái nước mình không an toàn thì mình sẽ tính tiếp tới máy lọc nước mọi người à. Rồi với lại mình bằng những cái như vậy là mình sắp đi chia sẻ cho người khác, những cái người mà họ chưa biết đó, tại vì bên ngoài á là họ không biết tới cái giò này đâu. Người ta xài cái giò này dạng giống như là kim loại ở bên ngoài á, rồi người ta không có thấy được cái nước ở trong cái này như thế nào hết á. Thành ra mình mọi người cứ mạnh dạn đi, mình đầu tư đi, tại vì mình đầu tư cái gì á thì mình sẽ bán cái đó. Bây giờ mình cứ giống như mình đầu tư cái này thì mình bán cái này, rồi mình đầu tư cái này thì mình bán cái này, tại vì mình có xài á, mình nói á, người ta tin ha. Thì mình thì chỉ chia sẻ cái phần như vậy thôi. Thì chị em nào mà chưa có xài hay là còn đang lăn tăn đó
Còn đang do dự á, thì mình cứ mạnh dạn đầu tư đi, vì cái sức khỏe của mình trước, rồi vì cái là để có cái mình quay phim, có cái mà dụng cụ để mình chia sẻ thật đó. Nhiều khi người ta hỏi cái mình sắp vô mình đưa vậy nè, cái người ta tin liền à ha. Rồi mình chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha. Cảm ơn.